Tại Long An giới đặc thù là tỉnh có đường biên giới dài gần 135 km nên cũng rất dễ tiềm ẩn phát sinh về tội phạm mua bán người. Riêng trong năm 2023, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã xác lập một chuyên án triệt phá các vụ án mua bán người và khởi tố 10 bị can về tội mua bán người. Trước nguy cơ về các loại tội phạm này, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị địa phương, nhất là công an và bộ đội biên phòng tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình, giữ báo sát, giải quyết tình hình từ sớm từ xa, từ cơ sở, khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án đường dây tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan, đồng thời mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường quản lý hoạt động giới thiệu việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện tốt công tác tiếp cận thông tin qua đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người thông qua tổng đài 111.